chào các bạn. Hôm nay Hario sẽ là một phóng viên, và hôm nay đối tượng phóng viên sẽ là một người nhạc sĩ. Họ làm ra một bài hát cực kỳ hit hiện tại trong showbiz Việt Nam. Một bài hát cực kỳ hot đó là Anh Cứ Đi Đi. Anh ấy tên là Vương Anh Tú. Xin chào. Chào mọi người. Tôi hay hỏi là như thế này nè. Vương Anh Tú tại sao, tức là lấy linh cảm từ đâu mà tạo ra một cái bài hit Anh Cứ Đi Đi? Bài hát này bắt đầu từ cảm xúc của tình cảm rất là mãnh liệt với người yêu của họ. Xong thấy cảm khác thì quyết định mạnh mẽ rồi để người này ra đi. Cảm này cũng rất là dễ thương, nhẹ nhàng thôi. Nhưng mà Harry thấy bản thân Harry nghĩ là không phải là chỉ riêng Harry mà là các bạn khán giả đang xem cái behind the scene của MV Anh Cứ Đi Đi, ai cũng đang rất là thắc mắc là cái điều của bài hát đó cực kỳ hay. Tại sao có thể làm ra được cái mốt nhạc như vậy? Tại sao lại là, tức là Harry muốn hỏi là tự nhiên ngủ và dậy mà tự nhiên nhớ ra những cái bài đó, hay là tự nhiên đi toilet mà tự nhiên mình nhớ ra cái lúc đó, hay là ăn cơm mà tự nhiên nhớ ra lúc gì đó chẳng hạn? Nói chung là hiện nay thì có khác hơn. Bản thân Harry kêu hay là Harry không bao giờ làm được. Hôm nay á, thì thật sự mà nói là Harry cũng rất là vui. Thì Harry quay từ sáng đến tối. Bây giờ mình chưa quay xong, nhưng mà nhạc sĩ Vương Anh Tú đã đến thăm Harry thì rất là vui. Và Harry cũng muốn hỏi là mình có thể nói cho Harry động viên, hay là muốn gửi lời các bạn khán giả đang xem thì anh ta xin được. Tay nhau rất là cái tốc độ nhìn tay nhau rất là chóng mặt. Cái bài hát của Harry cũng cảm thấy là vui, và Harry lần này đầu tiên Harry cũng rất là chú đến đồng viên thầm Harry, như là chúc cho Harry thành công trong cuộc đời của mình. Vâng, Harry xin cảm ơn. Vâng, và bây giờ hai chúng mình xin chào các bạn khán giả đang xem video này. Quay thì rất là mình thời gian mình dài, nhưng mà Harry có cái cảm giác là chưa có mệt cho lắm, còn khỏe.
Nói chung là cảm ơn bạn Tuấn nha. Còn Tuấn thì quay cả ngày hôm nay không nói dối gì các bạn, ngày Tuấn rất là mệt tại vì Harry hành hơi nhiều. Giỡn thôi. Chắc bạn này không biết hành hạ là nó như thế nào. Chắc là mình quay clip xong này thì mình sẽ hành hạ bạn này như thế nào cho mọi người biết là hành hạ là nó như thế nào ha. À, xin phép mọi người về trước. Xin phép bye bye.